Đội làm đường từ thiện xã Châu Phong được thành lập vào năm 2000 do ông Huỳnh Thiện Phện làm đội trưởng. Lúc đầu đội chỉ có vài thành viên tham gia, nhưng sau một thời gian thấy được hiệu quả và ý nghĩa thiết thực, nên đến nay đã có hơn 40 thành viên tình nguyện tham gia. Phần lớn kinh phí hoạt động sửa đường, cất nhà, làm cầu của đội chủ yếu là do nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp. Cứ thế người góp của, kẻ góp công mà những việc làm ý nghĩa ấy được duy trì suốt gần 20 năm qua. Tại vì chú nghe nhiều cái câu chuyện người ta té chết gần quá rồi, lỗ voi, ổ gà nè, nguy hiểm lắm. Thành ra chú xét lại, mình già lớn rồi nay mai cũng chết, giúp ích gì cho đất nước. Như vậy nguyện vọng của chú là làm sao cho đường xá khang trang, cầu kỳ, rồi nhà cửa con em mà phát triển đất nước mình vươn lên. Bây giờ làm đây đâu có tiền, đó về sà bằng này đó đi xin, mà đi xin nó như cái đống sà bằng đó người ta đâu cho, phải đi chỗ khác đem về đây. Cần nhất là phải có cái nguồn quỹ, nó nhờ các cấp chính quyền, huyện, xã, ấp và bà con ủng hộ giùm tôi, chân thành cảm ơn. Đây là hình ảnh quá quen thuộc với người dân trên địa bàn xã Châu Phong. Dù thiếu hụt về phương tiện, máy móc, nhưng với tâm niệm làm việc thiện cho xã hội, các thành viên trong đội đều không ngại khó khăn, âm thầm ra sức tái tạo lại những con đường, nhịp cầu, ngôi nhà mới. Chỉ tính riêng trong năm 2018, đội đã cất mới sửa chữa 13 căn nhà, phá sửa hơn 50 km lộ đường bị hư hỏng, xuống cấp. Thì phải nói là đây là những việc làm thiết thực của mấy anh mấy chú. Thì góc độ địa phương thì sắp tới thì cũng tiếp tục tuyên truyền phổ biến và sẽ ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa về tinh thần, về vật chất. Không chỉ riêng trên địa bàn xã Châu Phong, mà với tấm lòng thiện nguyện, các thành viên trong đội còn rủ nhau tham gia phá sửa đường ở các xã, huyện lân cận. Dưới cái nắng như đổ lửa, những con người ấy vẫn miệt mài bám đường để làm công việc thiện nguyện, chỉ với hy vọng giúp người dân và các em học sinh đi lại thuận tiện hơn. Đường xá này thì cũng là mỗi lần mưa xuống thì là sình lầy lắm. Cái đội từ thiện anh em làm thì cho nó sạch đẹp thì anh em tôi người dân ở đây nó mừng lắm. Nhưng nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ, nhờ đóng góp của đội từ thiện của chú Khoạnh cắt được căn nhà này, tôi rất mừng, tôi cảm ơn. Ngoài việc sửa chữa cầu đường nông thôn, đội từ thiện còn sửa chữa cất mới những căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Như trường hợp gia đình chị Lê Thị Nhanh ở ấp Vĩnh Lợi 1, xã Châu Phong, sau một vụ tai nạn giao thông, chồng chị phải ngồi xe lăn suốt đời, cuộc sống của vợ chồng vô cùng khó khăn. Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự đóng góp về sức lực của các thành viên trong đội, gia đình chị đã có một căn nhà ấm áp nghĩa tình. Hơn 40 thành viên, mỗi người với những độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, họ đem gần như toàn bộ sức lực, thời gian của mình để giúp đỡ người khác, dù chính kinh tế của gia đình cũng không hề khá giả. Vậy nhưng theo những người nông dân hiệp nghĩa này, thì khi làm được một việc tốt, một việc có ích cho xã hội, họ lại thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng, ý nghĩa hơn. Xem hoạt động từ thiện xã hội là lẽ sống, trọng trách phải làm, chính cái nguyện vọng mong muốn giúp cho cộng đồng xã hội đang gắn kết những con người, dòng lòng nhân ái này lại với nhau và lan tỏa nét đẹp giữa đời thường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo, đỉnh triều cao nhất của đợt triều cường này tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức 2 đến 2,05 m, cao hơn báo động 3, 0,1 đến 0,15 m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào sáng sớm lúc 5 đến 7 giờ và chiều tối lúc 16 đến 18 giờ. Để chủ động ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do triều cường gây ra, bà con cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn và thông tin dự báo ngập lụt nội đồng do cơ quan chuyên môn cung cấp để chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp với thực tế tại địa phương, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Cần triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân, phòng chống điện giật, đuối nước, nhất là ở khu vực đông dân cư bị ngập nước. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tập trung lực lượng bảo vệ khu vực xung yếu như các cột trên sông, khu vực sạt lở, không để xảy ra tình trạng vỡ đê bao. Thưa quý vị, lũ lên sẽ diễn ra tình trạng ngập nhà cửa, ao cá và cây trồng, vỡ đê bao gây nên những thiệt hại kinh tế nặng nề.
Cứ tưởng rằng nước rút thì cuộc sống của bà con các tỉnh miền Tây chúng ta sẽ dần trở lại bình thường. Thế nhưng khi mà nước còn chưa kịp rút hết thì nguy cơ sạt lở lại chực chờ cướp đi tính mạng và sinh kế của nhiều người. Đúng vậy thưa quý vị, suốt những ngày vừa qua khi nước lũ đã rút sâu, người dân tại huyện đầu nguồn Hồng Ngự đang phải sống trong lo lắng và thấp thỏm bởi các bờ đê xung yếu đầu nguồn đang bị tổn thương nghiêm trọng, tình hình sạt lở diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, đợt triều cường từ ngày mai dự báo sẽ lại đạt đỉnh, nhấn chìm nhiều khu vực. Phóng viên chương trình đã có mặt tại địa phương để ghi nhận về tình hình sạt lở này. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền xã Thường Thới Tiền với xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự bị sạt lở mạnh. Đây cũng đồng thời là tuyến đê bao bảo vệ hàng trăm hecta lúa sản xuất của bà con nông dân. Những đoạn kè che chắn đê bao bị lũ đánh sập, nhiều đoạn đan nằm ngổn ngang, có chỗ trơ khung sắt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua đây. Khi mà làm chưa xong nữa thì nước ngập tới rồi, ngập lút luôn ở đây là mình đi nước nó ngang đầu gấu vậy đó. Tràn ngang nước chảy xôi riết cái đường nó mới bể, đan kè nãy sụp luôn. Mà nguy hiểm nhất là đoạn đó, có ba cái sắt nó lòi lên đó. Ba cái sắt mà đan bê tông nó bể hết trơn rồi, sắt nó lòi nó lú lên cái đầu chỗ chạy xe đạp đó. Khó khăn lắm mà chạy, không mưa thì được nha, có mưa là không có dám chạy đâu. Đường này giờ có mưa là không mưa rồi là kể như rồi, không ai đi hết. Vì người ta đi mua bán người ta cũng than gian hoài, đường xá nó khó khăn đó. Đi cũng khó, qua đây mà chạy vòng mới tới ở dưới còn muốn chứ mới chạy đi qua bển mới được, vì người ta chở đồ nặng đó. Còn đây là tuyến đê bao bảo vệ 2.600 hectare đất sản xuất của hàng ngàn hộ dân hai xã Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, cũng đang bị sụp lún dài gần 20 mét, sâu khoảng nửa mét, vết nứt lớn từ 20 đến 30cm. Hiện tại, theo thống kê, toàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã có 30 điểm sạt lở các tuyến đường nội đồng, đê bao với chiều dài khoảng 1.500 mét, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng nói là từ ngày mai, các đợt triều cường sẽ lại đạt đỉnh. Chưa thể biết những con đê vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng kia có thể cầm cự qua các con nước đợt này nữa hay không. Đây thực sự là nỗi lo mà nhiều người dân vùng đầu nguồn này đang phải gánh chịu. Phòng sẽ đề xuất với ủy ban huyện để muốn nói xin cái chủ trương để muốn thuê đơn vị tư vấn để muốn nói tiến hành đánh giá đê bao để muốn nói chuẩn bị cho cái sản xuất của cái vụ đông xuân 2018-19 đạt cái kế hoạch đặt ra. Cái tình trạng năm nay thì lũ về mà muốn nói là cái đỉnh lũ cao hơn cái năm rồi là khoảng 1 mét. Thành ra muốn nói nó phá vỡ cái tuyến đê bao nó nhiều hơn so với cái năm vừa qua. Thưa quý vị, trên địa bàn các tỉnh miền Tây có nhiều sông, suối, đầm hồ. Đây là nơi cung cấp nguồn thủy sản phong phú cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng lén lút sử dụng chất nổ và hóa chất xung điện đánh bắt đã làm cho nguồn thủy sản dần cạn kiệt. Lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền giáo dục, nhưng tình trạng này có lẽ vẫn không hề thuyên giảm. Điển hình là vào sáng nay ngày 6 tháng 11, Công an xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp phối hợp với quân sự xã, đồn biên phòng Bình Thạnh tổ chức ra quân tuần tra, phát hiện và bắt quả tang hai phương tiện ghe cào có sử dụng xung điện. Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện hai ghe cào đang đánh bắt thủy sản bằng xung điện có kích cỡ, mắc lưới nhỏ sai quy định. Đang đánh bắt thủy sản tại tuyến sông Sở Hạ và kênh 10 độ thuộc ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh. Đoàn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện tang vật liên quan xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp ra quân xử lý các phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản trái phép mang tính hủy diệt như thế này. Thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, ở khắp các địa phương tại miền Tây lại thường xuyên xuất hiện các đối tượng dán và phát tờ rơi cho vay tiêu dùng trả góp. Với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh và rất nhiều bà con đã cả tin và sập bẫy của chúng. Liên quan đến vấn nạn này, vào chiều qua ngày 5 tháng 11, Công an thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng đều đến từ các tỉnh phía Bắc vào tạm trú ở tỉnh Vĩnh Long có hành vi phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp. Những đối tượng này chúng đã khai gì? Ngay sau đây mời bà con cùng theo dõi chi tiết. 4 đối tượng gồm Vi Văn Vinh, sinh năm 1995, ngụ xã Minh Sơn, huyện Hủng Lũ, tỉnh Lạng Sơn; Vũ Văn Đại, sinh năm 1987, ngụ xã Quảng Thạnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Vũ Hữu Quyết, sinh năm 1982, ngụ xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; và Hà Văn Lâm, sinh năm 1994, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Qua điều tra, ba đối tượng Đại, Quyết, Lâm khai nhận được Vinh thuê vào Vĩnh Long ở trọ cùng để hoạt động cho vay tiền trả góp. Các đối tượng thường đi xe máy, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ở khu vực công cộng. Ngoài ra, đối tượng Vinh cũng khai nhận cho người dân vay với mức lãi suất từ 20%, số tiền làm hồ sơ là 200.000 đồng một hồ sơ, tiền thuê các đối tượng đi theo phát tờ rơi là 200.000 đồng một người một ngày. Qua kiểm tra,
lực lượng công an đã thu giữ 470 tờ rơi có nội dung cho vay tiền trả góp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, theo thống kê thì hiện Việt Nam có 3 triệu thanh thiếu niên mắc các bệnh rối loạn về tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu, tăng động giảm chú ý, bệnh tâm thần hoang tưởng. Đáng nói là đa số đều là các con nghiện game online. Việc nghiện game online gây nên bệnh tâm thần không phải là hiếm và khoa học cũng đã chứng minh việc tiếp xúc quá nhiều với game sẽ tác động rất tiêu cực đến hệ thần kinh của người trẻ tuổi. Mặc dù vậy thì việc các điểm kinh doanh Internet ngày một mọc lên như nấm cho thấy nhu cầu của giới trẻ ngày càng tăng. Và điều đáng nói đó chính là để phục vụ cho lượng khách dồi dào này thì nhiều điểm kinh doanh đã bất chấp vi phạm mà hoạt động cả ngày lẫn đêm. Theo ghi nhận tại tỉnh Long An, các vi phạm chủ yếu của các điểm kinh doanh Internet là hoạt động ngoài thời gian quy định, không thể hiện đầy đủ thông tin trên biển hiệu theo quy định, thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Dù được nhắc nhở xử phạt, nhưng nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet vẫn tái phạm. Trên thực tế, để lách luật hết giờ hoạt động, hầu hết các tiệm Internet đóng kín cửa, chuyển sang hoạt động ngầm. Thậm chí nhiều tiệm thiết kế, bố trí cả khu vực chơi đêm riêng, sơ đồ phòng máy bí mật, chỉ phục vụ các thượng đế cày đêm, đầu tư rào chắn 2-3 lớp kiên cố, có hệ thống camera giám sát và cử người cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Thưa quý vị, một tụ điểm đá gà quy mô khủng vừa bị triệt phá vào chiều qua tại Sóc Trăng. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang 25 đối tượng tham gia sát phạt và thu giữ trên 930 triệu đồng. Chiều ngày 4 tháng 11, Công an thị xã Vĩnh Châu bất ngờ ập vào khu đất trống của ông Quách Hiền Dũ tại khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, bắt quả tang 25 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, ngoài số tiền trên 930 triệu đồng, lực lượng công an còn thu giữ tang vật gồm 19 con gà đá, 85 xe mô tô các loại cùng một số tang vật có liên quan. Được biết tụ điểm này hoạt động từ đầu năm đến nay, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, riêng ông Quách Hiền Dũ đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.